Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube báo lao động. Thưa quý vị, tối nay ngày 16 tháng 11, Việt Nam sẽ bắt đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Philippines trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial. Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng ở một trận đấu chính thức đầu tiên sau chuỗi 6 trận giao hữu dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuce. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng với các đối thủ Iraq, Indonesia và Philippines. Ngoài Iraq là đội được đánh giá cao nhất, thì tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng đấu này là sự cạnh tranh của ba đại diện Đông Nam Á và tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse sẽ bắt đầu hành trình giành vé dự vòng loại thứ ba bằng chuyến làm khách đến sân của Philippines. Để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có tổng cộng 6 trận giao hữu. Hoàng Đức và các đồng đội giành chiến thắng trước Syria, Hồng Kông, Trung Quốc Palestine và 3 trận thua trước các đội hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên kia chiến tuyến, tuyển Philippines cũng trải qua 6 trận đấu trước đa số đối thủ ở diện trung bình của châu Á. Tuyển Philippines có 3 chiến thắng trước Afghanistan, Kyrgyzstan và Nepal. Bên cạnh đó, họ hòa và thua trong hai lần đối đầu Đài Loan-Trung Quốc. Mới đây nhất là thất bại trước Bahrain Lực lượng của tuyển Philippines và tuyển Việt Nam đăng ký cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11 có nhiều đối lập. Có 12 cầu thủ trong đội hình Philippines đã trên 30 tuổi, thậm chí có người còn chuẩn bị bước sang tuổi 40 như hậu vệ Simone Rota 39 tuổi, tiền vệ Stefan Srab 37 tuổi, hai tiền đạo Bienvenido Maranon 37 tuổi. Nơi khung gỗ, thủ môn kỳ cựu có nhiều năm chơi bóng tại ngoài hạng Anh là Neil Etheridge tiếp tục là niềm hy vọng của bóng đá Philippines. Ngược lại, Đội hình được huấn luyện viên Philip Chu mang sang Philippines lại có nhiều cầu thủ trẻ. Tính đến trước khi huấn luyện viên Philip Chu Ce rút danh sách 23 cầu thủ, đội tuyển Việt Nam mang sang Philippines tổng cộng 28 cái tên, 13 trong số đó dưới 23 tuổi. Những cầu thủ này đã được huấn luyện viên Chu Ce thử nghiệm trong nhiều trận đấu khác nhau, thậm chí cầu thủ trẻ nhất đội là Đinh Bắc sinh năm 2004 đã có màn thể hiện tốt trận gặp Hàn Quốc. Với đội hình kết hợp với sức trẻ và kinh nghiệm Người hâm mộ đang kỳ vọng sẽ có làn gió mới xuất hiện trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Qua đó, hướng đến chiến thắng trong ngày ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trận gặp Philippines hôm nay cũng là mở ra một thời kỳ mới của đội tuyển Việt Nam gắn với huấn luyện viên Philippe Chusse. Nhà cầm quân người Pháp lên thay vị trí tiền nhiệm Park Hang-seo từ ngày 27 tháng 2, nhưng đây mới là trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển ở một giải đấu chính thức. Tiêm nhận đội, khi nhiều ngôi sao từng thành công vang dội dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào tình trạng no thành tích xuống phong độ, huấn luyện viên Chu Se quyết định cải tổ, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên người Pháp cũng thay đổi hoàn toàn lối chơi, từ phòng ngự phản công sang chủ động kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ để tấn công. Tuy nhiên, lối chơi và kết quả thi đấu của đội sau 8 tháng chưa tốt, chưa tạo được sự yên tâm cho người hâm mộ. Áp lực lên vai huấn luyện viên Chu Se ngày một lớn hơn tuyển Việt Nam đã đá 6 trận giao hữu dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Đội thắng chật vật trước các đối thủ có trình độ thấp hơn hoặc ngang bằng như Hồng Kông 1-0, Syria 1-0, Palestine 2-0 và thua những đối thủ mạnh hơn như Trung Quốc 0-2, Uzbekistan 0-2, Hàn Quốc 0-6. Huấn luyện viên Chu Xie hứng nhiều chỉ trích, nhưng đó là giao hữu, thử nghiệm. Bộ mặt thật của đội tuyển vẫn đang là bí ẩn và điều đó sẽ ít nhiều được thể hiện trong chuyến làm khách của Philippines. Với tham vọng vươn mình, Philippines dùng chính sách kêu gọi các cầu thủ con lai từ khắp nơi trên thế giới về thi đấu, đồng thời liên tục nhập tịch cho những cầu thủ ngoại có trình độ tốt. Họ từng gây được tiếng vang như khi thắng đương kim vô địch Việt Nam 20 tại AFF Cup 2010, hiến huấn luyện viên Henrik Kekaristo lao đào. Tuy nhiên, gần đây Philippines không còn tạo được bất ngờ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam toàn thắng, ghi 12 bàn và để thủng lưới 6 lần. Trương màn tái đấu tại Rizal Memorial huấn luyện viên Michael Weiss tỏ ra quyết tâm. Ông thậm chí tuyên bố sẽ hạ Việt Nam bằng lối chơi máu lửa sẵn sàng chết trên sân theo đúng nghĩa đen. Niềm tin của huấn luyện viên người Đức đến từ việc được chơi trên sân nhà, sở hữu lực lượng tinh nhuệ với nhiều cầu thủ mang dòng máu lai và nhập tịch. 77% đội hình thi đấu ở nước ngoài, tại Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Thái Lan. Trái với Philippines, Việt Nam sở hữu đội hình 100% đang thi đấu trong nước. Đội cũng chỉ có một cầu thủ Việt Kiều là thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuyển Việt Nam không có lực lượng tốt nhất khi mất Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu vì chấn thương, lại vào giai đoạn chuyển giao, đan xen giữa hai thế hệ. Việt Nam dùng lối chơi kiểm soát bóng và đội sẽ gặp bất lợi hơn khi làm khách của Philippines tại Rizal Memorial, nơi dùng cỏ nhân tạo. Với mặt sân dày, độ nảy và tốc độ đi của bóng sẽ khác nhiều so với mặt cỏ tự nhiên mà các cầu thủ Việt Nam quen đá, có thể ảnh hưởng tới chất lượng lối chơi của họ. Huấn luyện viên Chu Xe dự đoán trận đấu sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông cho biết đội đã chuẩn bị rất chú đáo trong suốt 8 tháng qua và sẽ khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup bằng một chiến thắng. Trước đó, tối ngày 15 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Rizal Memorial để chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng loại World Cup 2026 gặp chủ nhà Philippines. Đây là buổi tập chính thức theo quy định của điều lệ nên chỉ diễn ra trong giới hạn 60 phút. Tuy vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyên môn của đội, bởi thực tế, huấn luyện viên Philippe Chucieu và các học trò đã hoàn tất cho công việc cần làm ở buổi luyện quân quan trọng hôm qua, ở buổi tập này tuyển Việt Nam chủ yếu tập lại các bài chống bóng bổng nhằm đối phó với Philippines. Nhiều tình huống hàng thủ của đội tuyển không làm tốt khiến huấn luyện viên Philippe Chuzier nổi cáo. Ông thầy người Pháp thường xuyên trực tiếp thị phạm cho các học trò. Tin vui với huấn luyện viên Chuzier là các cầu thủ đều có thể trạng tốt nhất, không ai gặp vấn đề về chấn thương. gần như chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất trong trận làm khách tại Philippines. Kết thúc buổi tập. Nhà cầm quân 68 tuổi nói trước toàn đội. Trận đấu với Philippines có thể vẫn có những sai số, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ làm lại ở những tình huống sau. Điều quan trọng là toàn đội luôn luôn phải có thái độ tích cực, không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả mọi người phải động viên nhau trên sân, hỗ trợ bọc lót cho nhau, làm thế nào tạo ra được sự đồng bộ. Tất cả các bạn đều có cơ hội để thể hiện điều đó, đều có những thông tin, những kiến thức và sẵn sàng bước vào trận, đồng thời cũng giải quyết trận đấu. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh kể cả khi bạn thi đấu 5 phút hay cả 90 phút, thậm chí có bạn sẽ không thi đấu phút nào hoặc không có tên trong danh sách đăng ký, thì tất cả cũng phải luôn ở tâm thế sẵn sàng. Bởi chúng ta không chỉ có trận đấu ngày mai mà còn có trận đấu với Iraq và những trận đấu sau đó nữa. Trong buổi họp báo hôm 15 tháng 11, chiến lược gia người Pháp còn cho biết, chúng tôi đã tìm hiểu khá kỹ cách chơi và thực lực của Philippines. Trong hai lần so tài gần nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Philippines đã gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam Hiện tại, cả hai đội đều có huấn luyện viên mới và cũng sở hữu nhiều gương mặt mới trong đội hình. Nhận xét về trận so tài sắp tới, huấn luyện viên Chu Se cho rằng hai đội đều gặp áp lực như nhau, nhưng ông và các học trò sẽ nỗ lực tối đa để đạt được kết quả tốt nhất. Ông Chu Se nói thêm, "Trận đấu ngày mai mang tính chất quan trọng và chúng tôi sẽ nhập cuộc với tinh thần mới mẻ, không có gì để mất." Chia sẻ về áp lực và khó khăn trong khoảng thời gian đầu nắm giữ cương vị mới, huấn luyện viên Chu Se thổ lộ Mỗi huấn luyện viên đều phải trải qua áp lực khác nhau khi bắt đầu công việc mới, nhiệm vụ mới. Áp lực đến với tôi từ thời điểm nhậm chức, áp lực xuất hiện trong từng buổi tập, trong mỗi lần rút danh sách, trong cả mỗi trận giao hữu và áp lực đó tồn tại suốt 8 tháng qua. Nhưng tôi biết cách chuyển hóa điều ấy thành động lực để giúp các cầu thủ của mình tiến bộ, đội hình đấu pháp hoàn thiện hơn. Theo quy định tại vòng loại World Cup 2026, trước mỗi trận đấu, các đội sẽ đăng ký danh sách gồm 23 cầu thủ, Danh sách này sẽ không đóng khung mà có thể thay đổi theo từng trận đấu, tùy vào sự lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên trường, miễn là các cầu thủ đăng ký phải thuộc danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu. Do vậy, những cầu thủ không có tên ở trận đấu với Philippines vẫn hoàn toàn có cơ hội để góp mặt trở lại trong những trận đấu kế tiếp. Trận đấu giữa tuyển Philippines và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ tối nay ngày 16 tháng 11 trên sân Rizal Memorial, Manila, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những video sau đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại